Hello, chào mừng anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử vững chắc của mình ha anh em. Có một số anh em mà có một số anh em yêu cầu mình mà cung cấp cái số điện thoại mà mình quay video mà kiểu như mình quay mộc anh em, mình quay xong rồi mình cũng không có cắt ghép chỉnh sửa gì hết trơn ha. Mình quay sau thì mình đăng lên như vậy thôi. Thế nên mình làm cái bảng nè. Đấy ha. Nè rồi thì anh em có cần, đây là vô đầu video luôn rồi ha, cho nên là không có gì lăn tăn hết. Anh em cần liên hệ thì liên hệ số này ha, thì anh em hạn chế điện nha. Anh em nhắn Zalo cho mình đi, tại vì nhắn có cái hình ảnh của cái mạch đó, thì mình mới tư vấn được, mình mới được ha. Rồi mới làm cái bảng này ha anh em. Rồi thì anh em cần thì anh em liên hệ dấu số này ha, Zalo ha. Rồi thì hôm nay mình hướng dẫn cho anh em ha, một cái bệnh cũng khá là đơn giản ha, nhưng mà anh em không có kinh nghiệm, anh em không có kiến thức mà đo đo đạc thì anh em làm cũng hơi lâu ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên là test một cái đoạn nhạc ha, để biết là nó mạch nó chạy ha. WS-400. Micro không dây của nó thì gắn ở trên đây ha. Cắm ở đây thì rồi. Ở bên trong của nó nè. À, do này nó lỏng ha. Chuyển quá. Đấy, cái này lỏng ha. Rồi chút xíu. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Sơ vậy thôi ha anh em. Sơ vậy ha, chứ không có gì quan trọng hết ha. Nó chạy là được ha. Rồi đây hướng dẫn anh em ha. Rồi. Hướng dẫn thì ở đây là cái phần nguồn cấp 5V cho Bluetooth với cái nguồn cộng trừ 9V với tín hiệu LG ha. Thì từ bên đây từ bo tín hiệu nó đẩy xuống ha. Chứ không có gì hết ha. Rồi. Thì để nói sơ qua luôn ha, thì đây nó sẽ có một cái phần master nè, ấy là nó rồi master nè, music nè ha, echo rồi mic ha. Thì cái phần master này nó sẽ có con IC khuếch đại thực toán ha, 4558 thì nó gom mấy cái tín hiệu từ trên đây nè, nó gom xuống ha, nó khuếch đại lên thêm lần nữa để giống như là nó trộn anh em, nó trộn mấy tín hiệu này vậy ha. Rồi thì chạy nguồn cộng trừ 9V ha, và nó lấy 9V nó cấp cho lên cái micro này luôn ha, cho nên là không có xài cái nguồn khác nữa. Rồi cái mạch ở bên trong ha, thì anh em lưới ha. Rồi cái biến áp này là mình độ thêm nha, biến áp vuông này mình độ thêm nha. Cái của nó là không có gì, nó chỉ cái của nó đầy đủ là nó chỉ có cái biến áp chuyến tròn như này thôi. Rồi thì đây nó chạy nè, con IC công suất 2093 nhưng mà nó chạy hai con ha, nó mắc kiểu BTL lại. Đấy thì cái công suất ra cũng khá là ok ha. Rồi thì ở đây là cái phần nguồn âm là nó sẽ dùng dao động luôn ha. Mình hôm rồi mình có quay cái video mình phục hồi cái nguồn âm á anh em. Ấy thì anh em coi thì anh em sẽ biết ha, nó có liên quan nhau hết ha. Và bởi vì mình sửa một mạch là nó có liên quan rất là nhiều mạch ha. Ở đây nó xài 4 con chan to nè. Mấy con chan to nè ha, để tạo ra cái dao động đa hài ha. Rồi đây nó sẽ qua hai diode này ha. Rồi nó sẽ có một cái con gì đó nó ghim lại thôi. Đây nè, con ở chỗ này nè. Xin lỗi anh em, cái này nó không ghim luôn ha, cái này nó ra đúng áp luôn.
ghi bằng con 5, ghi bằng con thường thường nó sẽ ghi bằng 5401 ha, là nguồn âm. Còn còn ở đây cái nguồn dương ha, là nó ghi bằng cái con ở đây là cái con MOSFET ha. Rồi thì và ở đây nó bị hư là nó hư cái phần nguồn phụ ha. Phần nguồn phụ thì ở đây anh em thấy cái biến áp nè. Cái biến áp này là cái biến áp 30030. Nó ra ha, 30030 và 15 và 15 không, có nghĩa là đường 15V đấy. Với mà cái nguồn cộng trừ 30 ha. Thì ở đây mình nghĩ ha, là cái biến áp này là nó bị là quấn gì bằng dây nhôm á anh em. Quấn bằng dây nhôm ha, cho nên là mà sạc với mà sạc ắc quy á, thì nó chịu cái dòng khá là cao ha, cho nên là nó bị cái tình trạng là cái mối hàng tiếp xúc ở trong cái biến áp này nè, nó không tốt dẫn đến nó mất dòng anh em, nó không tốt dẫn đến nó mất cái dòng điện luôn. Rồi anh em tháo ra anh em đo thì nó vẫn có 15V bình thường, nhưng mà khi anh em đóng lại ha, nhưng mà khi anh em đóng lại thì nó có cái tải vô thôi là nó sẽ bị tuột ra, do là nó không còn dòng nữa, nó chỉ còn áp thôi. Nên là mình lấy cái biến áp của này mình thấy nó cũng khá là to ha. Hay mình lấy biến áp này như là của lo vi tính thì phải. Ở đây có cái nguồn cộng trừ 17 nè, nhưng mà mình không gắn nha, mình chê cái này là cái chỗ này nó dòng hơi nhỏ. Mình lấy anh em nhìn cũng biết nè ha, hai loại gì anh em thấy không, nó ra hai đường mà hai cái kích cỡ dây khác nhau, thì anh em thấy là cái dây bự là cái dòng nó cao nè, nhưng mà dây bự nó chỉ ra được 13013 thôi, thì anh em chỉnh lưu lên là nó tầm 16 đấy, nó cũng đáp ứng ha. Còn cái nguồn 15 này ha, nó yếu anh em, chỉnh lưu ra tầm 17 chấm mấy đến 18 thôi, thì nó không quan trọng ha, tại vì nó vẫn phải kéo về 14V mấy ha để cho sạc thôi. Và cái thằng mà đảm nhiệm đó là cái con C bắt trên đây nè, C2770 nè, 2073 mình lộn này hoài anh em, C2773 ha, nó sẽ ghim vậy ha để nó đảm nhiệm ha. Thì ở đây nó chỉ có là hai dây thôi, có nghĩa là nguồn đơn 15 nha anh em, nhưng mà ở đây mình lại có đôi 13, thì mình muốn cái dòng nó cao hơn, nó ok hơn, thì mình chỉnh sửa ở đây một chút ha, chỉnh sửa ở đây một chút là mình sẽ lấy mát nè, đây con dây màu đen lấy mát ha. Rồi mình sẽ cho qua còn một con dây mình sẽ cho qua con diode nè, lấy ra cái đầu dương nè, rồi sợi dây kia vẫn cho qua con diode, nhưng mà diode mình cắm ở phía trên đây nè anh em, nhìn nè, cắm ở phía trên đây nè anh em thấy không nè, để cho ra thêm một cái đầu dương nữa thì nó sẽ giống nguyên lý như mấy cái lo kéo kia ha. Anh em thấy là cái con diode này là dư, con diode này là 6A anh em, nó dư khả năng à. Còn diode nó mới giống lúc đầu nó dùng diode cầu á, diode cầu thì diode cầu 4A ha, thì con này 6A là thầy hai con là dư rồi ha. Rồi thì cái nguyên lý là mình lấy lại theo những cái nguyên lý khác ha, chứ không phải chế 7 ha anh em. Đây anh em nhìn nè, ở đây nó cũng thế nè anh em nhìn ha, là nó nguyên lý gan như gì nè, nhưng mà đây xài diode nhỏ hơn thôi, diode 3A nè anh em thấy không nè, cái đầu dương nè nó sẽ được chụm lại nè, anh em thấy được mạch chung nè anh em thấy không, chụm lại nè ha, ra còn hai cái đầu âm nè, hai đầu âm là nó sẽ là cái hai cái gâu vô ha, hai cái điện áp cộng trừ hai cái điện áp đối xứng của cái biến áp ra là nó sẽ đưa vô trong cái gâu, lấy điện mát ở chính giữa ha. Rồi đây nó sẽ ra chập, nó sẽ chập về một đường nè anh em thấy không, lại đường này sẽ đường dương, thì ở đây mình làm y chang vậy ha, không có sai xê xích gì ha, để lấy hai ngõ anh em, để nó đang ra hai ngõ mà nó đang ra là 13 0 13, mà mình lấy một đường 13 thì uổng quá ha, mình lấy hai đường. Ở đây thì nó chỉ có đường 15 thôi, đây thì mình sẽ lấy đường 10 10 13 ha, nó vẫn chạy ổn ok. Rồi thì đây mình đổ mình bắt trên đây luôn thì rất là cứng cáp và chắc chắn nha, không có bị gì hết nè anh em thấy, bắt ốc dặn đồ rất là ok ha. Cái này nó cũng không có, để vô là xài thôi, nó cũng không có khác gì biệt gì này mấy ha, mà sạc riêng ở đây ha, đáng lý ra là cái này mà sửa lại á là phải thay cái miếng áp này nè, nhưng mà hiện tại bây giờ mình kiếm cái miếng áp này là nó không có nha anh em. Mình nếu miếng áp vuông thì có,
nếu miếng ép vuông thì có mà gắn vô xấu quá. Hay nếu miếng ép vuông thì có mà gắn vô hơi 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 xấu. Ở đây cái đường cộng trừ 30 của nó còn tốt, còn chạy tốt thì mình thôi mình cứ để lại cho nó chạy cái phần công suất ha. Còn cái nguồn 15 nó bị yếu, nó nói chung là cái điểm hàng cho nên nó không tiếp tiếp xúc được nè. Bây giờ anh em mổ ra thì nó xấu với miếng áp lắm ha, mình quấn lại không không có đẹp là cái nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà mổ ra mà dây nhôm cũng không có hàng được. Cái bản chất của nó là nó bị cái điểm tiếp xúc đó là do dây nhôm luôn đó anh em, cho nên là thôi không, mình không có tác động hay mình tác động biết đâu nó ảnh hưởng luôn cái phần ở bên đây. Rồi thì mình sẽ có sẵn cái miếng áp thì mình độ anh em, chứ này không khuyến khích làm nha. Tại vì cái này có thể anh em đổ cái nguồn xung vào được, đổ nguồn xung vào được ha, đổ nguồn xung 15 thì anh em phải sửa sửa lại một chút xíu cái phần hồi tiếp cho nó ra tầm 17 á, 7 giá mấy anh em cấp vô trong hai đầu chân tụ này là vẫn được ha. Nhưng mà mình ghét cái nguồn xung ra mỗi lần mà mình bật lên anh em, nó đánh lửa là gờ sờ vô máy nó giật, nó tê cái bật nó tê cái ha, cho nên là mình không làm. Với lại cái biến áp thì nó bền hơn cái nguồn nguồn xung. Biến áp này là như biến áp bằng dây đồng ấy, mấy cái lo vi tính hồi xưa là người ta quấn dây đồng không à, mặc dù nó hơi nhỏ nha, mặc mặc dù cái dây sơ cấp 220 nó hơi nhỏ ha, dây thứ cấp ra thì cũng mấy, nhưng mà cái này là tầm 4 ampere anh em, tầm 4 đến 5 ampere ha. Cục này là dư để sạc với kéo hoàn rề thôi là không ảnh hưởng gì mấy ha. Đấy. Rồi đây. Lâu lâu mới độ mấy cái như này ha. Nhưng mà mình phải bắt vào nó chắc chắn như này nha anh em. Nha, ở đây mình dẫn 4 ốc nè, anh em thấy khoảng 4 ốc ha. Phải chắc chắn như này chứ anh em độ mà anh em thường thường mình thấy anh em hả? Một số anh em thợ ha, biết làm nhưng mà cái khâu cơ khí á, anh em lại dở ha. Cái lúc mà bắt vào ha, có nhiều mình thấy nhiều anh em hả, dán bằng keo nến, dán bằng keo này keo kia không, keo toàn là keo không, nó thừ lừ nó xấu quá. Anh em dán vậy rồi mới mốt anh em gỡ, ví dụ như mà cái keo nến thì anh em khò nhiệt được, còn ví dụ như keo mà nó cứng nó chết luôn thì anh em sau này anh em gỡ ra nó lại khó. Nên là anh em làm thì nên bắt ốc nha, làm thì nên nên bắt ốc. Ở đây nãy mình thấy mình để mình nhắm là nó vừa luôn nè, anh em thấy mình khoan lỗ cực kỳ khéo ha, là nó vừa với cái chỗ để mạch để độ luôn. Còn nếu mà cái này nãy mà không vừa mình có thể mình bắt trên miếng nhôm này cũng vẫn được nha anh em, bắt trên miếng nhôm này là nó vẫn vừa đấy. Còn mình để đây vừa thì mình cứ để đây thôi nó ok ha. Dây 220 vào nè thì mỗi cái có cầu chì riêng hết nè. Rồi còn nếu mà không có cầu chì thì bắt buộc là phải câu sao, bắt buộc cái này là phải câu sao, mà nếu nó có cái cầu chì rồi thôi để gì luôn ha. Rồi thì gì là chỉ đưa vô sạc thôi. Anh em nghĩ là nó hư mạch hay, tại vì nó có ra điện áp nhưng mà yếu thì mình nghĩ hư thôi ha. Nhưng mà thật sự là nó bị trên cái cụ biến áp này 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 ha. Ở đây mình mua biến áp thì đóng vô thì cũng được, do là mua một cái biến áp mà đúng theo nhu cầu, đúng theo tiêu chuẩn thì nó cũng khó anh em, trừ khi mình đặt quấn lại ha, mà vậy nó mất thời gian. Cái biến áp xuyến này mình quấn rất là chậm anh em, sỏ 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 vô chậm, nó biến áp vuông thì mình quấn nó dễ ha, chỉ quấn 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 vô gì xong mình vô phe là nó dễ. Thằng tròn này thì hơi khó nên mình ưu tiên về mặt thẩm mỹ, mình không làm vậy, mình làm gì là nó cứ rất nhìn rất thẩm mỹ anh em, nhìn rất thẩm mỹ vào gấu nha, hầm hố nha. Rồi thì giới thiệu sơ lược với anh em cái nguyên lý gì như vậy ha. Đấy rồi video này xin kết thúc nha anh em, chào tạm biệt anh em.